Ngày 28 tháng 9, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông báo yêu cầu người dân đã nhặt được vàng của tiệm vàng Kim Huyền nhanh chóng giao nộp cho công an để phục vụ điều tra. Trước đó, tối ngày 20 tháng 9, Trần Ngọc Sơn, 28 tuổi, quê Hà Tĩnh, sau khi chơi ma túy xong, đã cầm cục bê tông xông vào đập bể tủ kính của tiệm vàng Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Sơn đã hốt vàng trong tủ ném ra đường rồi ngồi tại chỗ cho người dân bắt giữ giao công an. Bước đầu, chủ tiệm khai bị mất 18 chiếc nhẫn vàng tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên, tại hiện trường, công an chỉ thu giữ được 8 chiếc nhẫn trị giá khoảng 25 triệu đồng. Qua trích xuất camera, công an phát hiện đã có một số người dân nhặt được vàng khi sân ném ra đường. Vì vậy, công an thành phố Di An thông báo người dân nào đã nhặt được số vàng nói trên nhanh chóng giao nộp cho cơ quan công an. Nếu ai cố tình chiếm đoạt sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.